là vợ chồng phải chia sẻ với nhau. Pháp Hòa nói ví dụ nè, đừng có nghĩ là có tiền đem cho người ta mới kêu là bố thí đâu. Vợ chồng trong gia đình, con cái trong gia đình vẫn bố thí cho nhau được. Ông chồng đi làm về thấy nguyên một xinh chén, bố thí cho vợ 10 phút đi, rửa cái xinh chén đó lên. Vợ về tới nhà thấy chén bát sạch sẽ, thoải mái vô nấu ăn, cười cái hè. Mình biết rất rõ, một lát bà về mệt mà bà thấy cái đống chén này bà còn bực nữa. Mà con bực nhất nữa là ăn cơm rồi không dựng nồi điện cơm điện ra, hết cơm mà vẫn để cái lò đó, cái lửa đó. Rồi có nhiều khi múc canh ăn hết rồi để cái nồi yên trên đó, không chịu bưng xuống để xin bỏ nước vô cho nó ngâm giùm tôi, cho tôi rửa cho nó khỏe. Cứ lúc chút vậy mà có chuyện chứ có gì đâu. Thành nữ ra đi về đi, tôi đi làm về mệt. Cái bà nói bộ tôi không mệt, tôi không mệt hả, tôi cũng phải nấu ăn vậy, phải không? Thành nữ ra mình biết mình mệt thì người khác cũng mệt. Rồi bây giờ mình giúp cho người đó bớt cái bực, bớt cái buồn, bớt cái tức, là bố thí rồi.